Chào các bạn, video này Đức Thắng xin được giới thiệu cái phương pháp cách sửa một cái bo máy giặt. Mà cụ thể cái bo máy giặt này là bo máy giặt Sunny Air 7 kg. Cách sửa chữa, cái bo này là bo nó bị bo mất nguồn. Thì bây giờ muốn sửa một cái bo máy giặt thì cái việc đầu tiên ta phải xác định được cái nguồn cấp cho cái bo máy. Thì khi ta được cấp nguồn rồi thì ta mới đo đạt được, thì ta mới biết được nó hư cái gì. Thì cái việc đầu tiên Đức Thắng xin được giới thiệu đó là đây là cái chấu nối. Cái chấu nối này của cái máy giặt mà Sanyo này, cái việc đầu tiên ta muốn sửa cái nguồn của máy này thì ta phải xác định được đâu là cái đường dây cấp 220 vào, để tránh cái trường hợp là mình sẽ cấp nhầm sẽ gây ra chạm nổ là rất khó xử lý. Thì cái cách mà để ta nhận biết cái đường 220 vào là thì ta nhìn đây là cái biến áp, đây là cái biến áp đầu vào, nó sẽ nhận 210 và ra 12 hoặc 15V. Thì ta sẽ kiểm tra xem những cái dây nào gần cái biến áp đó. Thực tế đây là có 3 cái dây màu nâu này, màu xanh biển và xanh lá. 3 dây này là nằm gần cái đường vào đầu vào của biến áp ạ. Thì từ cách ta xác định được 3 dây gần biến áp này thì ta sẽ dùng cái phương pháp là ta sẽ dùng đồng hồ ta xác định. Thì như các bạn đã biết thì quấn biến áp này người ta quấn bằng bằng dây trong lõi thép này thì nó phải có số ohm. Thì bây giờ 3 dây này ta xác định 3 gần biến áp này, nếu ta có đo một trong một dây và hai với hai dây còn lại mà dây nào lên ohm thì đó là đầu vào AC, đầu vào cuộn dây của cái biến áp này, bên sơ cấp này. Đó là cách xác định để ta kết nối, để ta xem nó biểu hiện cái bo nó như thế nào rồi ta mới kiểm tra để sửa chữa. Thì đây là dây màu nâu, xanh biển và xanh lá. Thì cứ tăng thấy 3 dây này nó gần cái biến áp thì mình sẽ kiểm tra 3 cái dây này. Nâu, xanh biển và xanh lá. Thì Thắng sẽ đo đầu tiên dây xanh biển này, để Thắng đo ký nha. Rồi, đo màu xanh biển và màu nâu. Rồi, đo hai dây này ta thấy lên 1 ký 7,5, chứng tỏ là cho ta một thông tin là đây là có ôm. Thì chứng tỏ đây, khẳng định đây là đầu cuộn, đầu cuộn trong cuộn dây của cái biến áp. Thì ta giữ nguyên cái dây xanh đó, ta đo với cái dây xanh dương, giữ nguyên đo xanh dương này xem sao không thể lên, và ta chuyển thành màu nâu vào xanh dương sao không lên, để chứng tỏ cái đầu vào của cái 220 nên là màu nâu và màu xanh biển. Cái xác định này cũng nó rất là cơ bản nhưng nó rất là quan trọng, các bạn phải để ý. Còn cái màu xanh biển này là cái màu xanh biển này là màu khi được cấp điện cho vì máy thì IC ra lệnh đóng cái dây le này, cấp cái 220 sang cái dây này để đi nối chung cho cái đầu phụ tải. Đó, các bạn nắm rõ. Thế bây giờ quay về cái bệnh của cái bo này, nghĩa là khi cấp nguồn thì ta khởi động lên nó không có cái nguồn. Nhưng mà ta quan tâm đến vấn đề là ta sửa là nguồn nó lên. Thì sửa cái nguồn này lên thì ta cũng chưa cần phải kết nối cái phụ kiện gì hết, bởi vì ta cần nó lên nguồn rồi đó xong là tính. Thì từ cái cách ta xác định được cái đường 220 vào rồi, bây giờ ta sẽ cấp nguồn thì ta kiểm tra xem. Để Đức Thắng sẽ cấp nguồn vào xem sao. Và nâu và xanh nhé, xanh biển. Cấp nguồn, khởi động. Không thấy gì ạ, không lên nguồn. Rồi sửa một cái bo của các máy giặt hoặc là tủ lạnh hay điều hòa nói chung và cái bo Sunny Air này nói riêng, thì muốn để một cái bo của một cái máy nào nó khởi động được thì nó phải có một cái điều kiện cho nó. Thì cái bo Sunny Air này không nằm ngoại lệ. Thì bây muốn để cái bo Sunny Air này nó mở được nguồn thì Đức Thắng xin nhắc lại, nó có 4 cái điều kiện. Điều kiện thứ nhất là phải có nguồn nuôi nó, đó là nguồn 5V. Điều kiện thứ hai là cái chân reset là phải có. Và điều kiện thứ ba
là cái mạch tạo xung, có thể xung 50 hạt 100 hạt cho cái máy giặt xa nhờ này tùy đời. Thì bây giờ nó không lên nguồn thì cái nhiệm vụ của ta phải đi kiểm tra bốn cái nguyên nhân đó. Việc đầu tiên kiểm tra bốn nguyên nhân, khi ta kiểm tra được bốn nguyên nhân đó đã có đầy đủ rồi, nó không mở nguồn thì ta mới tính, nghĩ lúc đó nghĩ đến trường hợp xấu, đó là con vi xử lý nó sẽ hư. Còn việc đầu tiên Đức Tan xin sẽ kiểm tra cái bần 5V trước. Thì như nhiều anh em đã biết, có một số đề máy thì nó có cái rác đấy, rác để kiểm tra cái đường 5V, mà có cờ đời không có thì ta sẽ kiểm tra bằng đường dây công tắc cửa hoặc cái đường phao. Nếu có khoảng sắp xỉ 5V hoặc 3V mấy thì chứng tỏ đã có đường, có nguồn, có 5V. Thì đây nó cho cái mình cái rác này thì mình kiểm tra xem nó đã có 5V chưa. Thì nhìn trên đồng hồ có 5V, chứng tỏ cái bo này là cái phần nguồn tốt này. Đường 220 vào có này, qua biến áp này có 12, có 5, vậy có 12V thì qua con IC ổn áp đây thì mới tạo ra được 5V. Thì Đức Thắng khẳng định là cái nguồn này tốt. Bây giờ ta xét đến cái điều thứ hai, đó là cái dao động của thạch anh nó có đúng với cái tần số của nó không. Đây là con thạch anh, bây giờ mình thì kiểm tra con thạch anh này bằng cách thì mình sẽ lại nó lên, rút điện. Ta lại trên ta cũng kiểm tra được, kiểm tra ta đo. Như nhiều anh em thợ đã biết, cái máy giặt, bo máy giặt này hoạt động ở cái môi trường ẩm ướt thì rất dễ nhiễm, làm cho cái tần số nó thay đổi và cái điện nó nhiễm điện, nó rất là dễ xảy ra nó chạy sai tần số, làm nó không mở được nguồn. Cái công việc sửa chữa này thực sự là nó không có khó lắm, chủ yếu anh em là ta nắm được cái cấu tạo của nó, nguyên lý hoạt động của nó. Đối với cái những bo máy giặt hay bo máy khác đi chăng nữa, nó không lên nguồn thì ta có dựa vào những cái điều kiện của nó để ta kiểm tra. Khi ta kiểm tra hết được những cái điều kiện rồi mà nó không lên thì lúc đó ta mới nghĩ đến thay IC. Có hai cách kiểm tra tạm thời con IC này, nghĩa là ta không có mở đằng sau mà ta sẽ cạy đằng trước, thì ta nên hở cái chân ra ta sẽ đo, một là đo vôn, hai là đo tần số. Và cách Đức Thắng cũng hay làm, nghĩa là mình kiểm tra xem cái thạch anh này nó có bị ẩm không, chân nó có bị ẩm không, bằng cách Đức Thắng sẽ lấy cái mỏ hàn á, ta để vào thân con thạch anh, ta để cho nó nóng lên một chút, để mục đích là khi chân nó bị ẩm, bản thân nó ẩm thì nó sẽ bay cái hơi ẩm lên, mình chỉ khởi động làm sao. Nếu mà khởi động lên nguồn thì chứng tỏ nó là hư ở thạch anh này, thì ta tiếp tục thay con thạch anh là xong cái nhiệm vụ của ta. Còn là cách Đức Thắng hay là thử, đằng nào mình cũng thay con thạch anh này rồi thì bây giờ mình cứ thử cách này xem sao. Một cách rồi xong ta đo, ok. Giờ ta làm nóng con thạch anh lên, nghĩa là mục đích chính là làm cho nó bay cái hơi ẩm đi, đỡ nhiễm. Thì bây giờ ta thử khởi động nguồn này, cắm điện. Để ta khởi động. Tra lại đường 5V. Đã có
Để ta sẽ làm nóng cái thạch anh lên sấy xem sao. Đây là một cách nó kiểm tra cho nó nhanh thôi, nhưng mà nó không thì ta vẫn phải kiểm tra bằng cách đo tần số, đo cái số vôn ở hai chân rồi ta sẽ thay. Đây đã có 5 vôn, để ta thử khởi động nguồn cho, nếu mà nó lên thì ta xác định chính xác nó là thạch anh. Không thấy gì, không lên nguồn. Giờ ta tiếp tục. Chạy con thạch anh lên. Thạch anh này hơi khó lấy, nó nằm ở ngay vị trí của cái phím bấm và cái tụ. Để ta thử đo vôn ở cái hai cái chân của thạch anh này xem sao. Cũng có hai cách đo, một là mình đo vôn, hai là mình sẽ đo tần số, tùy có đồng hồ đo tần số thì mình sẽ đo. Điện áp vào thì mình sẽ tiến hành đo cái con thạch anh này xem. Quay đen ta để ở chân giữa, ta đo lần lượt hai chân trên, hai chân hai bên xem. Nếu mà con thạch anh này tốt thì ta đo một chân giữa với hai chân thì một chân nó khoảng độ sấp xỉ một một vôn và một chân nó khoảng 2 vôn mấy. Ta thử thử kiểm tra xem. Bây giờ là 5 vôn bằng với vôn cấp nguồn cho IC. Đó là một chân. Chân thứ hai là 0,5 vôn. Thì dựa vào cái đo cái số vôn trên cái chân của thạch anh này thì Đức Thắng đã xác định được là con thạch anh này nó đang hoạt động sai. Vì thường hoạt động của nó là thường là nó khoảng nằm một chân nó khoảng 2 vôn mấy và một chân nó khoảng sấp xỉ vôn hơn vôn, đang bị trục chặt. Đây là cái vôn của chân thạch anh, rồi nó bằng với cái vôn của nguồn cấp IC luôn. Người ta thì tiến hành thay con thạch anh này.
Thế thầy thử con Thạch Anh này xem nó có lên nguồn không. Thầy thử cái này cho nó nhanh, nếu mà nó đúng thì ta phải hàn nó cẩn thận. Thắng đã thay thử Thạch Anh, thay trên này cho nó nhanh. Khi là xác định chính xác thì mình sẽ làm nó cẩn thận lại và đổ keo để tránh trường hợp nó ẩm, nó bị dễ xảy ra cái trường hợp nó lại chạy trục trặc. Giờ ta kiểm tra xem có 5V chưa. Có 5V. Để ta đo ở cái chân Thạch Anh, báo đo bằng đường kiểm tra bằng volt làm sao cái chân có đen nó để giữa nha. Ta đo với hai bên làm sao. Các bạn thấy không? Giờ một chân nó là 2V 2. Một chân nó là 1V mấy. Nó khác biệt với vừa nãy. Vừa nãy là Đức Thắng đo với que đen ở giữa và đo với hai chân thì một chân nó bằng nguồn. Bây giờ nó là sự khác biệt. Ta thử đây thử con Thạch Anh. Đó là cái điều kiện thứ hai. Giờ ta thử mở nguồn xem nào. Nếu mà nguồn nó có lên thì là công việc của chúng ta đã hoàn thành. Đã lên nguồn, các bạn thấy không? Đây là báo thiếu phao. Khi máy giặt Sennheiser là khi khởi động nguồn lên không có phao thì nó sẽ báo thiếu phao. Nếu ở đời đồng hồ với EA, cái này nó sẽ nhấp nháy. Đức Thắng muốn truyền lửa cho các bạn có đam mê, có sở thích, muốn học nghề. Tất cả cái sửa chữa nó không có khó. Căn bản mình phải nắm được cái căn bản và mình có cái đam mê, mình chịu khó học hỏi. Thì có một cái và mình có một cái cách, một cái phương hướng thì nói chung là nó không khó. Các bạn hoàn toàn có thể là trở thành một người thợ rất giỏi, có thể hơn rất nhiều người. Đó là mình cái đam mê chịu khó. Đây Đức Thắng video này, Đức Thắng thì giới thiệu nó này về một cái cơ bản sửa một cái bo máy giặt nó đơn giản thôi. Cái bo này nhưng nói lên một điều là khi ta đã có cái kiến thức cơ bản, ta đã chịu khó và ta có đam mê nó thì những cái bo nó xảy ra lỗi là không thành vấn đề, ta sẽ giải quyết được. Đó là cái qua cái video này Đức Thắng muốn truyền lửa cho một số anh em. Nếu mà thấy hay có ý nghĩa nhớ chia sẻ, đăng ký kênh để Đức Thắng được biết đó là các bạn đang quan tâm Đức Thắng. Thì Đức Thắng có cái tiếp tục làm những cái video sau. Mặc dù nó không có gì là cao sang quá, không có gì là sâu xa quá nhưng nó có cái cơ bản để anh em có cái bước đầu đi lên.
Đức Thắng nhắc lại nhớ đăng ký kênh. Tôi video này Đức Thắng sẽ dừng tại đây. Hẹn gặp lại cái video sau nữa. Đức Thắng sẽ gửi tới cái thông tin cho các bạn. Chào các bạn.